Cụ thể, trong một video quảng cáo mới nhất cho chiến dịch bán vé mùa giải năm 2023-2024 của PSG, đội bóng này đã đưa hình ảnh Kylian Mbappé vào và thậm chí xuất hiện nổi bật hơn các đồng đội khác, trong khi cả Messi và Neymar thì đều không có mặt. Điều này đã khiến Mbappé nổi giận và cho rằng PSG đã thiếu tôn trọng khi sử dụng hình ảnh của anh khi chưa được sự cho phép. Trên trang cá nhân, Mbappé viết: "Tôi đã xem đoạn video kêu gọi những cổ động viên sở hữu vé mùa của mùa giải năm 2023-2024. Tôi không hề được thông báo về nội dung đó và tôi không đồng ý với đoạn video quảng cáo đã xuất bản. Đó là lý do tại sao tôi đấu tranh cho quyền hình ảnh cá nhân. PSG là một câu lạc bộ lớn và một gia đình lớn, chứ không phải là Kylian Saint-Germain." Với việc công khai chỉ trích PSG, tương lai của Mbappé tại sân Parc des Princes đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Không loại trừ khả năng Mbappé sẽ ra đi nếu như đội bóng thủ đô Paris không có động thái xoa dịu cũng như không có sự thay đổi về chất lượng đội bóng theo hướng tích cực. Không còn sự hào nhoáng trong ngày đầu tiên đến Paris ra mắt PSG, Messi đối diện với hiện thực phũ phàng ở Pháp. Làn sóng chỉ trích ngôi sao người Argentina lan rộng. Người hâm mộ PSG có lý do để bức xúc bởi với một cầu thủ nhận đến 41 triệu euro mỗi năm theo Le Quai như Messi, họ có quyền kỳ vọng vào việc nâng cao danh hiệu Champions League. Nhưng trong gần 2 năm qua, những gì người hâm mộ PSG thu về chỉ là những danh hiệu quốc nội. Tiếng la ó của cổ động viên PSG là giọt nước tràn ly với Messi. Nó không đến một mà nhiều lần trong các trận gần đây của đội. Sau thất bại tại vòng 16 đội Champions League, Messi và đồng đội thành tội đồ vì tiếp tục trắng tay ở đấu trường số 1 cấp câu lạc bộ châu Âu. Đáp trả lại những tiếng huýt sáo của cổ động viên nhà, Messi tỏ thái độ rừng rưng. Anh không cùng đồng đội đến chào người hâm mộ mà bỏ vào đường hầm. Mối quan hệ giữa siêu sao người Argentina và hội cổ động viên PSG dần xấu đi. Thật xấu hổ khi nghe những tiếng huýt sáo từ sân Parc des Princes. Họ không thể chỉ trích một trong những cầu thủ có thể nói là hay nhất đội với 13 bàn thắng và 13 kiến tạo, huyền thoại Thierry Henry bình luận. Những động thái gay gắt của người hâm mộ PSG khiến đồng đội cũ của M10 tại Barca phải lên tiếng. Cựu tuyển thủ Emmanuel Petit thì cho rằng những tiếng huýt sáo dành cho Messi là một sự xúc phạm đối với bóng đá và nếu tôi có thể cho Leo một lời khuyên, cậu ấy hãy rời câu lạc bộ này. Petit nhận định những ý kiến chỉ trích Messi đi bộ trên sân là không hợp lý, ngay khi còn ở Barcelona cậu ấy cũng chơi như thế. Xem Messi thi đấu tôi nhớ đến Zinedine Zidane, tôi không bao giờ để anh ấy phải phòng ngự, bản thân tôi sẽ là người làm công việc đó còn Zidane có nhiệm vụ chỉ huy dàn nhạc. Người hâm mộ PSG có quyền đòi hỏi cao hơn với Messi. Song, những thành viên khác tại PSG cũng cần chịu trách nhiệm. Kylian Mbappé, chân sút số 1 ở Pháp hiện tại, ở đâu trong hai thất bại của PSG trước Bayern? Dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Christophe Gauthier là gì trước hùm xám, lọc lõi và toan tính? Hay chiến lược đầu tư của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi có thực sự hiệu quả trong những năm qua? Với trường hợp của Mbappé, chân sút người Pháp nhận đãi ngộ cao hơn cả Messi, 72 triệu euro mỗi năm, nhưng cũng không thể giúp PSG vô địch Champions League. Cựu sao Monaco còn chơi cá nhân trên sân và từng chỉ trích chiến thuật của huấn luyện viên Gauthier hồi tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, Mbappé hiện vẫn là con cưng của cổ động viên Pháp. Messi đúng là có thể tạo ra khác biệt nhờ đẳng cấp của mình. Nhưng đừng quên chân sút này đã bước sang tuổi 35. Trong chức vô địch World Cup 2022, M10 tỏa sáng rực rỡ bên cạnh những đồng đội chạy không ngừng nghỉ ở tuyển Argentina. Trên đất Qatar, những Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez hay Alexis Mac Allister sẵn sàng thay Messi làm nhiệm vụ phòng ngự để cho đội trưởng tuyển Argentina được tự do sáng tạo. Ở PSG, điều này không xuất hiện khi Neymar và Mbappé cũng muốn trở thành trung tâm trong lối chơi của câu lạc bộ thủ đô Paris. M10 không còn là nhân vật chính và mắc kẹt giữa những cái tôi lớn tại Parc des Princes. Daniel Riolo, nhà báo người Pháp, nhận định hôm 5 tháng 4, trong mắt cổ động viên PSG, Messi đang thể hiện được gì? Đó là con số không tròn chỉnh, đây rõ ràng là một thương vụ thất bại. Ông Riolo còn cho rằng lý do Messi gia nhập PSG vào mùa hè 2021 là vì Barca không còn khả năng đáp ứng mức lương của M10. Cựu tuyển thủ Jerome Radden đồng tình với đánh giá trên khi nói rằng PSG chỉ là điểm đến tạm bợ của Messi. Bên cạnh đó cũng có nhận định cho rằng lý do người hâm mộ bóng đá Pháp quay lưng với Messi vì chân sút này cướp đi chức vô địch World Cup 2022 của Les Blues. Trong trận chung kết hôm 18 tháng 12 năm 2022, M10 rực sáng với cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp Argentina lên ngôi và biến Pháp thành cựu vương.